Hey yo, hello nha, chào mọi người nha, chào mọi người quay trở lại với channel mình là Tiểu Tử Đường Phố đây, rất vui mọi người nha. Chúng mình rất thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Các bạn thấy video mình hay thì đừng quên là like và share để trên kênh nha, đăng ký bên góc phải mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngoài ra không biết anh em đã có ok chưa, nếu chưa ghé shop nha, shop mình có để phần mô tả cũng như phần bình luận của video, xin cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, bạn nào có nhu cầu mua bán thì hãy mình luôn nha, mình Facebook mình để phần mô tả. Tiếp tục series đua top ở bên Poké Trung Quốc. Và sau khi một ngày cày cuốc bên này thì mình đã tìm ra được Pokemon mạnh nhất và mình cũng tìm ra hướng cách chơi ở bên này rồi các bạn. Thế là mình lại thông báo mình lại rời server một lần nữa và đây sẽ là lần cuối, bởi vì các bạn cũng phải tranh thủ. Các bạn anh em nào muốn chơi lâu bên này, bởi vì game còn 2 tháng nó mới sập. Hết sự kiện này nó sẽ còn sự kiện khác. Nên là các bạn phải nhanh tay và tranh thủ, chứ không đến khi là không thể nào chơi được các nhiều sự kiện nữa. Thế nên là các bạn phải chọn ra template chuẩn, nên là phải đổi arc đến khi nào test được bạn arc chuẩn thì thôi. Đây các bạn thấy tốc độ vượt ải của nó này. Đây là mình hết thể lực nhá. Đây, mình bị hết thể lực chứ không phải là không vượt được nữa. Bây giờ vượt vẫn được nhưng mà bởi vì mình không muốn cày bên này nữa anh em. Mình muốn qua server mới mình cày làm lại từ đầu. Đấy, bắt tay lại từ đầu vì bây giờ hiểu rồi, biết cách sắp tem làm sao cho ổn để vượt ải luôn rồi. Thế nên là mình quyết định mình sẽ qua server mới để mình cày lại. Ok, mà qua server mới cày lại như thế nào thì ok các bạn cũng đi theo mình nhá. Thì qua thì tất nhiên vẫn chọn Aesir thôi, nhưng mà cái đoạn khúc sau chúng ta phải tiêu phí lại cẩn thận, chứ đó hôm qua mình nhớ tiêu mình nên ta không lên đồ cộng 8 anh em. Lên cộng 8 thêm được 5k lực chiến nhưng mà mất 25k 24k kim cương, rất là đáng phí. Thế nên là mình sẽ qua server mới để sửa lại đoạn ý. Ok, giờ mình qua server 1600 nha mọi người nha. Ok, thì xong qua tính toán xong thì hôm nay mình quyết định đó là mình vẫn sẽ đổi. Tất nhiên thì chúng ta vẫn sẽ làm giống như hôm qua thôi, nhưng hôm qua mình đã tính rồi. Đầu tiên thì các bạn vẫn đi đổi mảnh Aesir này. Đây, hệ nham đây. Mình cứ đổi một miếng về cho nó chuẩn đã. Sau đó thì cho chuẩn đi rồi bắt đầu mới nâng nha mọi người nha. Vẫn lại thiếu vàng thôi, nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ tính toán theo hướng khác. Đây là chuẩn hệ nham rồi, xem kia là biết này, chuẩn rồi. Đổi 16 miếng hệ nham nha. Đây, chúng ta đổi 16, vẫn đổi 16 miếng hệ nham. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 miếng hệ nham. Tiếp theo đến thu hồi đạo cụ. Từ từ để mình nhận quà đó, các bạn nhận quà mới có điểm để thu hồi đạo cụ. Đấy, thu hồi đạo cụ này. Đằng nào em vẫn tiêu cũng vậy. Không, nhưng tính ra nếu các bạn để kim cương cứ tiêu 2 ngày một, cứ một ngày một lần thì cũng ngon, nhưng mà em vẫn này sắp hết rồi các bạn. Còn có 2 ngày nữa là hết rồi. Thôi thì đằng nào cũng vậy, tiêu luôn đi, biết đâu ngày tới lại cho kim cương nữa sao. Chuyện đời khó nói. 20 điểm. Nên đổi miếng nào đây? Ui, cái này 20k một cái luôn à. Dưới này đồ để đổi rất là nhiều, các bạn phải tính toán đồ cẩn thận nha. Rồi giờ không tạo nhiều, mình vẫn sẽ đổi miếng bạo kích đi, tăng tỷ lệ bạo kích đi. Đây, tăng tỷ lệ bạo kích này. 16 miếng. Mười sáu miếng. Rồi, còn 22k kim cương, mình sẽ đi x10, mốc 10k lấy hai bé lang gần về, đồng thời thêm lấy thêm ít tài nguyên các bạn để có thể cày cuốc. Bắt đầu này, vừa thêm bếp nữa. Đây là một cách rất là hay, hôm qua mình nghĩ ra, và mình sẽ cày con nào này luôn, không dài dòng nữa, lần này có đi đến đâu đi các bạn vẫn sẽ cày lên luôn. Lần thứ hai up 4 lần thôi. Rồi, thanh kiếm này, thanh kiếm à, tí nữa thì về nữa. Có thanh kiếm nét khỉ luôn. Tiếp tục nét khỉ robot về luôn các bạn, để tránh thời gian hết event, lấy hết về luôn. Chơi sau, vấn đề là chơi sau vậy thì tập trung nâng Aesir thôi để vượt ải đó. Rồi, cháu hai là cháu gì đây? Richie à, tem thép rồi đấy nhỉ. Ồ, điêu lên tem thép rồi đấy các bạn. Chỗ này đẩy tem thép rồi đấy. Đây các bạn còn 12k, bây giờ các bạn đi đổi cháu át khỉ nhá. Tí anh em thích đổi cháu nào đổi, rất là nhiều bét mà chả có gì phải suy nghĩ cả. Đổi boss này. Đổi boss bá chủ hết bao 55k thôi nhỉ, rẻ thế nhỉ. Có khi đổi boss cả bá chủ này ngon đấy các bạn. Sôn này, sôn cũng 50k này. Thôi nói thế thôi, bỏ đi cũng chả tham làm gì các bạn. Rồi, bỏ boss. Mấy con bét rẻ rẻ này các bạn thích quá đổ hết về luôn đấy, thiêu tập cũng được này. Nhưng nhớ đổi một cái lành nhá.
Làm gì làm nhớ đổi một cái đành sắn này, con khi lại quên. Hai cái này cũng đổi được, thì cứ đổi từ từ đổi sau. Đổi lên cháu khỉ về đó các bạn. Rồi. Đó, vậy hôm nay là như này là ổn rồi nhá. Hôm nay như này là ổn rồi, không phải đắn đo suy nghĩ gì nữa rồi. Đấy, giờ thì bắt đầu tập trung cày ở con ạc này thôi. Đấy, vấn đề giờ là tập trung cày ở con ạc này thôi các bạn. Làm phát kim cương cho lên never các bạn. Cho lên never 15 rồi. Đen thế. Thôi, lên 15 cũng được rồi. Rồi, hòn này. Giờ thì bắt đầu đi lâng cho Acer này. Từ từ để xem trong túi có vàng không. Có chứ, đi vừa đi rút x10 xong mà phải có vàng chứ. Ghép trang phục mặc trước. 5, 6. Năm, sáu, bảy. Rồi, ngon này. Đấy, các bạn chỉ cần nhẹ thôi. Đó, hôm qua thì mình tính sai, thành ra là mới bị yếu như vậy các bạn. Bây giờ làm như này thôi là ô văn kê rồi. Đấy, giờ điêu thoải mái, cày nhà này mới phê các bạn. Đấy. Rồi, giờ chỉ vấn đề là anh em tập trung cày cuốc và nâng cấp thôi. Đấy, tập trung cày thôi, không cần lo lắng suy nghĩ gì về vấn đề gì nữa. Quá là ok rồi đúng không? Xem nào. Điều thì phát nữa các bạn. Điều nữa phát nữa. Ui, đen thế. Điều phát nữa lên được level 16 thôi, thôi bỏ đi. Giờ tích kim cương để mua cái khác các bạn. Ok thôi, giờ mình cày nha. Có gì tím, có gì hot mình quay bạn coi. Giờ đi vượt map đó. Ok, di cho anh em xem qua sức mạnh của Acer nha. Này, 900k lực chiến và đánh. Bây giờ đã nhìn map 200k lực chiến rồi các bạn. Đây. Quất phát 1, hạ phát 1, không cần dài dòng. Một tốc cho nó hơi thấp thôi. Tốc cháu hiện giờ thì vẫn còn hơi thấp một tí so với đồng bọn. Này. Còn tốc độ vượt ải thì bỏ luôn đi. Mình vượt sắp full màn 1 này rồi các bạn. Hôm nay hôm qua vì hôm qua cày như vậy nên mình không thích, nên hôm sáng nay mình quyết định cày lại server mới này ở đây anh em thấy. Để mình làm xong map này mình cho các bạn thấy nhá. Ngay buổi sáng này thôi mà mình làm bằng con nào bên kia rồi. Mà rút x10 nữa mới đạt hiệu quả cao hơn. Thay vì một môn đồ đeo cộng 8. Ok, để mình để đánh luôn cho bạn coi. Đánh luôn map này. Cũng chưa gọi thành công các bạn, nhưng mà do là hết thể lực rồi. Đây. Còn 3 map nữa thì trong ngày hôm nay kiểu gì mình cũng đánh full rồi, mình sẽ để nhà này khi nào full hết thì mình sẽ nhận nha. Cho nó rực rỡ các bạn. Đấy, nhìn rực rỡ chưa? Trời ơi, vượt quà nhìn này, nhìn quả cáp nhận này. Thế này nó gọi là chơi game chứ. Đấy. Kiểu Acer thì giờ cũng khá là ổn rồi, mình sẽ cho thêm bot với cả khỉ lên các bạn. Đây, cho bot với cả khỉ lên, nâng cấp luôn. Hai con này lâng lên cho vui là chính thôi, chứ đâu chơi chứ chắc là chơi các bạn. Đấy. Chơi chứ chắc đã chơi nha, chơi chứ chắc mình đã chơi, nhưng mà thôi thì cũng trong tem rồi thì cũng nuôi rồi, mình sẽ để lên cho trên này luôn, mở farm luôn, cho vào farm luôn các kiểu anh em. Nói chung là tương lai thì sẽ chơi đấy, kiểu như vậy, vì cây ạc này lâu dài mà, nên là cũng sẽ nuôi hai cháu này cho nó vui đấy, nuôi thêm hai thành phần này cho nó vui. Anh em sắp tìm đi, dù sao từ giờ đến cuối tháng 10 năm hết sự kiện mà, biết đâu hết sự kiện này tuần sau lại cho kim cương rồi cho các kiểu nữa. Ta làm sao đoán trước được, nó cho được thì lại tha hồ mà quậy nó gì. Đấy.
chẳng mấy khi bên game ưu đãi như này anh em cứ tội gì mà cứ phải quậy nhiệt tình lên chứ. Từ từ mình nâng khí lên đã, mất công nâng khí cũng lên luôn. Còn đâu nhiều bạn nhìn vào mình vẫn nói giải thích thông qua video hôm qua mình vẫn giải thích rồi nha. Con Acer vì sao mạnh như vậy vì đồ đeo nha các bạn nha, chứ không phải là tự nhiên sao mà con Acer của anh mạnh thế, nhiều bạn hay sẽ hỏi như vậy. Đây là mình trả lời trước luôn, nó mạnh là do đồ đeo thôi. Đây là chứng minh ở đấy các bạn có thể thấy nhé, 94k này. Đấy, tháo ra phát còn 34k thôi. Đấy. Lực chiến của cái đồ đeo mang lại 70k lực chiến, các bạn có thể biết là nó khủng cỡ nào rồi. Đó. Đấy, ok, giờ thì còn hai món cùi bắp này mang lại cho khỉ với cả boss này cho nó vui các bạn. Đấy, thế thôi. Cấp thì từ từ. Mà đằng nào nó cũng hồi nhỉ. Cộng cho khỉ trước đi, mình thích để khỉ hơn anh em. Khỉ đấm cho sướng. Cộng cho khí trước để khí nó đấm cho sướng các bạn. 10 10. Đấy, cộng trước cho khí để nó đấm cho sướng các bạn. Đấy. Uầy, đùa đâu, nhìn tem đội ra màu đấy. Ok các bạn, cày đến đâu rồi? Mình đang ở server 166660 nhá. Đấy, anh em nào hứng thú thì qua đây cày với mình. Đầu video hôm nay chắc mình cũng phải xin phép kết thúc thôi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye, chúc anh em xem video vui vẻ. Đó, tem đội mạnh để vượt ải đây các bạn. Đợi bull hết rồi mình nhận quà luôn, hốt hit cương cương này luôn. Đấy, còn 4 map nữa thôi. Tôi lại nhận thêm 200 thẻ lực nữa chắc full hết, nên chắc phải lên đường nữa vào 40 hên xui. Có gì thì nếu mình đánh được thì mai mình sẽ tiếp tục ra series tiếp bên này, và rất mong anh em ủng hộ bằng cách like, share và comment để mình biết nhá. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bye bye, mọi người ở video tiếp theo. Tạm biệt.